Hi everybody, welcome back to Tune Gameplay channel. Chào bạn quay trở lại kênh Tune Gameplay, mình trong series 8 tựa game hôm nay. Và đây mình bắt đầu tiên trong video ngày hôm nay, đó chính là Dead Part 2 của các bạn nào. Để quên cậu. Bắt đầu ngay các bạn nhé. Bắt đầu tiên game vai nào. Trolling, following. Cùng sang kiểm tra phòng, trước phòng của người lái các bạn. We need to check our situation. Ok, we're going to find out. Ok, có số chúng ta cần để ý điều mà secret này. Và đó cũng chính là password của bạn. Thấy không? 11. Đây, chỗ này. Đây, chúng ta còn lấy được khẩu súng không? Mẹ rồi, trong chỗ sắt này bạn. Cái treo của bóng giúp chúng ta di chuyển giữa hai thế giới đấy. Để giới tồn tại cách sâu xong. Đi từ cánh cửa này để mở căn phòng của Lydia này. Đây là gói bạch cậu. Để mở phần này các bạn nhé. Vừa đi rồi. Không bần được rồi. Chúng ta sẽ lại tìm giới thiệu của chúng ta. Chúng ta sẽ xuống nhà này. Nó chạm cái cửa này. Có bóng đỏ kia trên chân chúng ta để xuống nhà này các bạn. Chúng ta cần phải sử dụng nó để có thể đi qua cái cửa này các bạn nhé. Khi xuống ngoài thì chiếc đèn đi chiếc đồ tự động bật lên các bạn. Chúng ta cần phải lấy chiếc cục giác này, hex wrench. Chia bát suốt của chiếc xe này các bạn. Đôi chú hai đấy, chiếc chìa khóa rồi đó. Pick up front door key. À, cần phải chạm nó của bóng cho nó quay trở về trên nhà kia. Chạm vào bóng rồi các bạn. Kết thúc. Ta chơi tất cả thế giới.
chỉ giờ đi ra khỏi đây này, người mình đã khám phá xong phần một của tối nay, cùng bạn chuyển sang tự ý tiếp theo nhé. Và trên ice cream thôi. Let's play nào. Cùng đi giải cứu những người bạn trong nhóm chơi của chúng ta nào bạn. Có Liz, có Charlie và Mike. Và chúng ta chỉ khóa nhà này. Chúng ta bị đóng cửa nào bạn. Sử dụng chiếc khẩu súng này để phá vỡ chiếc khóa của chiếc van nào bạn. Di chuyển ngay đến chỗ này. Chưa hai rolling chắc chắn có cái này gọi. Cầm cái tay mình ra di chuyển đến nha. Sau khi nào chuyển sang bên phải này các bạn, và sẽ đi lấy chiếc xe máy trước này. Move the shop. Đây là cửa hàng bán xe máy các bạn. Ta đi sang cửa hàng. Tôi ra rộng vào đó. Đi chiếc xe này đi nào. Chuyển về camping các bạn, đây là camping. Đây, chính là chiếc lỗ này các bạn. Một chiếc xẻng này. Thực ra là con chiếc khóa của ngôi nhà chiếc cây các bạn. Để bảo kinh ra cho bỏ qua này. Và chia con gỗ đầu tiên ra thì nó được trong câu chuyện này vậy. Nó một cái nổ đi mà. Mình sẽ tạo ra một vụ nổ ở Metro Station thôi. Thank you.
để mã code là con số này gọi 986. Trong khi là con ngựa gỗ này, chúng ta có con này được, có thể thấy được tàu sẽ được điều hướng sang phải, các bạn nhìn nhé. Đó, chỗ an toàn thì con ngựa gỗ này. Ở đây mình có dừng cái điện máy này. Tiếp theo trong video này là Flat and Nikki. Let's go. Không bao giờ bị lật quạng, phải không? Chúng ta đi nhé. Ok, finish rồi. Let's see go. Cùng chuyển sang tí tiếp theo trong video này là các bạn Body Basics Classics. Oh!
Đấy, trả lời một cuốn sách mà kết thúc toán học trong văn phòng nào. Five. Seven. Good one. And problem. Good one. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Chấp nhận câu trả lời đầu tiên, những người phù vậy. Problem one. You're doing a great job. That's right. Câu hỏi không có hiển thị cho ông trả lời được ạ. Thì ngày tiếp theo. Hello neighbor, handshake. Câu số 6 là step 3. Cùng cho vang với anh một trò chơi trốn tìm nào ạ. Hãy đeo bao tay vào để không bị bỏng vẫn. Đây là giải cứu con tin đây đầu tiên là bạn. Đó là trả lời thứ ba, câu đầu tiên là bạn. Tôi mang về đây là bạn. À, chú có đủ tiền để chú cứu được không ạ? Đây tôi cho cả lời gọi, sau khi dập đời. Cả lời nước vào trong này. Đủ rồi bạn, cắt đi và đi cho mình. Thank you.
Đi kiếm những chú thú tiếp theo nào các bạn. Be careful. Về rồi các bạn. Ok, bao thú rơi xuống rồi. Hiện chúng đã kiếm được tầm 7 con rồi. Cứ như thế cho đi tìm đủ 11 con, thêm 4 con cuối cùng nữa là cho có thể hoàn thành được nhiệm vụ đấy với anh trai của bạn nhé. Bây giờ mình sẽ hành phần thời gian còn lại trong tự nhiên tiếp theo trong video này. Quên đi chắc là chữ. Let's play now. Chìa khóa đặc biệt đầu tiên cho căn nhà này các bạn. Đó chính là chiếc chìa khóa thiết yếu và cho cần phải cần nó để hoàn thành nhiệm vụ này. Tìm nhanh các bạn. Ta xuống dưới ra khỏi. Cho ta có chiếc kìm cắt dây điện này. Nothing. Cho xuống cho tôi ngăn được. Cho hai anh đâu. Save key. The door handle ở đây các bạn. Chúng ta lấy chiếc chìa khóa nào các bạn. Đi lên nào. Chúng ta có được scratch key nào. Thank you.
cái này chiếc camera trong này gọi. Tôi thấy có súng rồi. Quay đi thức ăn. Quay đi thức ăn. Nhưng mà cho bạn này chưa có bài đâu. Đấy, phép nó kì cho mày nào. Bỏ cho chúng ta vào đây ngay thôi bạn. Đây là mình đã thành công. Các bạn chuyển sang tự nhiên tiếp theo trong video ngày hôm nay nào. Và đây là 13. Killer Burger. The Future Firebird. Abort procedure. Synthetic cellular regeneration complete. Abort procedure. Your mind. Are we on spaceship? So strange. And those teleporter matter thing, you can use them to your advantage. Get your crew member right where you want them. Ooh. Okay. Kill joy. Mình cũng không đâu vậy. Mình bay rồi, bay rồi. Cũng vẫn chưa qua tựa game tiếp theo thời điểm này. Game cuối cùng nào. Xin lỗi Hatfield. Let's play now. The first time. You just buy it, right? Thank you.
Trời, chưa biết ra đây tìm gì đâu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Thank you.